Rồi dính 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 anh Thành ơi. Sao một hồi kề kề cho nó dính nữa kìa. Ôi ôi hai cần dính luôn. Trời ơi nó dính con ít tử rồi Thành ơi. Trời dính ba cần liên tục luôn. Rồi hello cả nhà, chúc cả nhà một ngày mới thật vui vẻ, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống nha. Chào cả nhà cái Thành ơi. Chào cả nhà. Hôm nay anh em mình tiếp tục đi cắm câu ếch cho mọi người. Địa điểm là cái bờ kinh này, đường hái bậy của người ta. Cái bờ kinh mà người ta trồng cóc nhiều lắm mọi người, cóc non không nè. Anh em mình cầm tiếp tục bốn mấy cần nha mọi người, 50 cần mà anh em mình cầm bị chuột cắn á mọi người. Chuột bị mấy anh tí lụm rồi. Thì mọi hôm nay là mở cái hầm mồi ra quay cho mọi người xem. Mọi hôm nay không hợp nha mọi người, cá sặc. Lươn còn hai con lươn nhỏ mọi người, mình ta cắt ra được chục cục mồi với thêm mấy cái sặc cắt ra nó sớm mình đi chài á. Rồi, thì để em Thành cặp câu nha. Mình cầm xích cho nó thật. Đừng cầm sát mé quá. Đó em thấy bò đó biết chỗ nào cắm không? Cắn anh tí cắn tiêu. Rồi, ok thì một cái cần đầu tiên mình đã cắm xong nha mọi người. Cắm lúa. Hỏi em. Cóc nè, đây là trồng cóc nhiều lắm mọi người. Đừng hái trái nào nha, công lắm. Đó bên đây, đó em. Cắn đi. Rồi, chào tất cả mọi người nha. Chào mọi người cái Thành. Chào mọi người. Thì sáng sớm rồi sau một cơn mưa lúc 3 giờ sáng, lúc bình địa hết giông gió bão táp thì sáng sớm anh em đi thăm câu luôn trễ nha mọi người. Sớm mới đi đặt lập ếch, thăm lập ếch về và thăm trễ. Rồi, không dính rồi. Rồi, từng đầu không dính nha cả nhà. Chắc hôm qua anh tè ở đây cái đầu nó mồi. Rồi, cầm mồi này là nó dĩ đó em ơi. Mà lương thì nó còn đỡ hết hơn ha. Này sao? Hết mỏi trơn ở nhà ơi. Không lẽ hôm nay mình bắt bài rồi Thành? Dễ vậy anh. Chắc lụm bắt ốc cắm quá. Ờ dính kìa dính kìa. Phải không? Rồi này bị nung nữa nè. Rồi trời. Bị nung mà cái chắc không? Không. Dính rồi cái đầu con chuột có lại nó cắn banh xác luôn nè. Yeah. Nè cái câu còn móc nè, cái câu còn móc cho miệng luôn rồi đó đi à. Cắn banh xác luôn nha, cắn cái bụng banh luôn để mình đi thăm. Rồi Thành ơi, ôi ôi Thành ơi, ếch bự nè, nó quậy nè đó, cái tội thăm trễ đó quậy nát trơn luôn mọi người. Rồi mình đi tiếp luôn nha mọi người. Buồn quá. Rồi này không dính luôn Thành ơi. Con cái cần dính nó thì nó sảy với bị chuột cắn. Đây kỳ quá Thành ơi. Rồi đây không dính luôn rồi Thành ơi. Bữa nay gỡ con câu mệt nghỉ. Cầm mồi này. Ở đây còn cục mồi luôn Thành ơi. Nó không đụng địa gì tới luôn nè Thành. Ồ dính 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 anh Thành ơi. Sao một hồi kề kề cho nó dính nữa kìa. Ôi ôi hai cần dính luôn. Được không, được không? Vừa vừa ha. Nè nè. Vừa vừa nghe nha. Đó. Một cần. Đó nè. Con dính là được rồi. Con đi tiếp luôn nha cả nhà. Đây dính cần đó Thành ơi. Cũng ngon. Ôi ôi nó dính con ếch bự rồi Thành ơi. Ôi dính ba cần liên tục luôn. Gỡ cần này cho cả nhà xem cái đi. Đây đây cả nhà, đây dính con nữa nha. Đó, đây con dính con ếch nhỏ nè. Trời ăn cục mồi dính con họng nữa nè. Trời ơi lôi bao tử ta ra luôn. Còn gì của không? Hết này về mặn luôn. Nè Thành ơi, dính ếch bự Thành ơi. không bự gì mấy em ơi, không bự gì mấy nhưng mà nó nè ếch cũng vừa vừa Thành ơi. Ếch này là được rồi đó. Trời ơi đãi luôn. Sao là bộ tử chứ. Một con nữa nghe nha.
đi tiếp luôn Thành ơi. Thành à, rồi gần trước không dính nè em ơi, anh thấy không dính nè kìa, chảy ha, không dính, còn này không dính luôn à, không dính luôn nha nhập. Nào có dính mình quay cho đây, sao không dính luôn, sảy rồi Thành ơi. Thành gỡ ra. Ô dính dính nè anh ơi. Dính rồi, dính rồi, nó rồi dính mà nó chích queo rồi nhá nha. Trời ơi, dính mà chết queo ở nhà ơi. Dính mà chết queo em. Cứng ngắt à. Còn được không? Được chứ. Mới chết sáng nay. Tại nay mình không trễ nè. Ô dính 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 anh ơi. Ui yeah yeah yeah. Dính được con ếch bự cả nhà ơi. Không, ếch chập trọng à. Đây nha. Con nào nấy lộ tử cho nè. Để mình gỡ lên cho nhà xem. Rồi. Một con nữa nghe nha. Nãy giờ dính dính kiểu lai gai cả nhà, chứ không có dính liên tục như bữa hổm. Bữa hổm dính liên tục luôn. Anh em nhổ chóng mặt luôn. Không ngon lắm ha. Mà nó dính nãy giờ cũng đều đều á. Cái con này về mặn hết. Mặn hết. Mấy cái bự kia anh cũng mặn vậy. Ôi trời, dính luôn rồi nè. Nãy giờ anh chết luôn rồi. Vèo luôn rồi. Nãy nha. Sao con này chết? Ở đây dính hết. Trời đái luôn rồi. Chết con đái nữa. Đây con này dính tối nè Thành ơi. Dính chiều nè. Qua nè. Tại mưa cái không có dấu dãy nè. Tại vì chết. Dính sớm quá, chết. Em đẩy vô á, em đẩy vô rồi em đẩy vô rồi em kéo ra. Trời nghịch luôn. Chết rồi. Rồi đi tiếp cái nhà ơi. Thành nãy giờ gỡ ăn câu mệt xỉu luôn. Rồi cần này không dính Thành ơi. Bữa nào đó thôi. Thôi cắm câu là hay. Này không dính nè. Này sảy hay vậy. Không dính luôn nha. Nào dính mình đi vô mình quay cho nhà xem. Rồi sau bao lâu mong mỏi chờ đợi cũng dính rồi nha cả nhà. Hôm nay mình dính yếu quá. Đây. Một em. Sao bao lâu mong mỏi chờ đợi. Thành Thành nãy giờ gỡ con câu không mệt xỉu luôn. Hôm nay mình lại thất bại. Thất bại với cái vườn cốc. Vườn cốc hôm nay cốc rớt u đầu. Mấy ngớt nó sợ rớt u đầu á. Thành gỡ hết là coi như là về mặn luôn á. Về mặn ở nhà chứ không có đường nào cần được. Rồi tiếp tục đi luôn. Rồi sảy rồi em ơi. Rồi dính em ơi, dính 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 dính. Dính cả nhà ơi. Nó đã ít nhỏ. Cái này ít nhỏ nghe nha. Ô dính lên. Bự hay vậy. Ô ít bự Thành ơi, Thành anh. Này mới dính luôn hả gì nè. Nó dãy quá dãy luôn. Dính tối nè. Vẫn sáng nè. Trời ơi. Bự nghe nha. Lụm lụm lụm. Vô kèo thông phức. Bự nhưng mà không có khủng, không có dạng bự quá. Này là quê mình thuộc dạng ếch ếch bự nha mọi người. Còn muốn bự nữa thì em là căng căng bán cho người ta là tính ở cỡ đó là tính vô ếch bự rồi đó. Chỗ mình có hai loại thôi. Ta căng ếch có hai loại nha mọi người, loại nhất chứ loại nhỏ thì loại lớn rồi chứ không có nhất gì ba. Chỗ mấy chỗ khác anh chỗ anh em sao mình không biết nha, chứ chỗ mình là vậy đó. Không dính nữa. Một là ếch bự, hai là ếch nhỏ, người ta căng vậy đó. Bộ này nè. Rồi, cũng dính rồi. Sảy hay vậy? Anh thấy nó quấn quấn phải không? Nó không sảy vậy. Đứt mẹ lử rồi. Mang tí vuốt nữa. Rồi, đứt lử rồi nha. Buồn thiệt chứ.
lại bị bên tí hút ở trên này. Sao đây, này không dính à? Còn đi tiếp luôn. Ôi dính rồi Thành ơi, dính này em ơi, này mọi người. Rồi ớt bự bự không Thành ơi, bữa nay mình dính ớt bự bự không à? Đây nè, này dính ớt trọng trọng không à? Trời, dính ớt bự không được. Con nào con nấy lộ tử chân à? Có lý, bữa nay dính nhiều, ố dính ít nhưng mà dính ít bự bự không mọi người, cũng đỡ. Con nào nấy phành phành bụng chưa này, em Thành ra tay phành bụng hết rồi. Trong đây hình như có cần phải không em? Dính không? Không dính này. Cần cuối đâu quên rồi ta. Em nói cần cuối đây lắm nè. Cuối đây luôn cả nhà, dính luôn rồi. Rồi thành quả hôm nay nha, bốn mấy cân. Hôm nay dính hơi tệ rồi cả nhà. Cũng nhưng mà ít bự không cả nhà. Đây giờ quay cho dễ. Mà ít bự không cả nhà. Ở trong đây sao nhìn nó ít quá em ơi, ngoài mình thấy nhiều quá, trong đây camera ít quá. Có mấy cái này chắc về mình ăn quá, bán không được. Quẹo chờ. Rồi video cắm câu ếch mình hôm nay đến đây kết thúc nha, hai anh em mình xin chào tạm biệt mọi người nha. Bye mọi người.